Rời xa ngọn hải đăng và biển cả yêu thương, Tuấn lạc lõng nơi phố thị ồn ào. Từ đây cùng với những trúc trắc dễ thương trong gia đình người cậu, liệu Tuấn có vượt qua khi bên cạnh còn có những người bạn chung gia sát cánh? Hãy tạo cho tuổi thơ những ngày hè ngập nắng với những trận cười thoải mái và hồn nhiên là thông điệp mà bộ phim Giấc mơ biển mang đến. Giấc mơ biển, bộ phim tâm lý tuổi học trò do công ty truyền thông MIDI sản xuất theo đơn đặt hàng của HTV, sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ từ Chủ nhật đến thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2010. Mời quý khán giả đón xem.